Tuy nhiên gần đây thì nó có thay đổi và quan điểm bây giờ bên trực cấp chủ yếu là cấp cứu về nội khoa, nội soi là chính, còn vai trò của ngoại khoa thì càng ngày càng giảm. Giờ trước khi mà đi qua cái phần chính, cái phần viên trực cấp á, thì năm Y3 mày đưa đã đi qua một phần lâm sàng, còn đã biết sơ sơ mặt bệnh rồi. Thì mẹ em có thể chạy qua một tí về cái một số câu hỏi pre-test nhé. Mẹ em có thể bấm phần comment để trả lời được mẹ em. Câu thứ nhất, hai nguyên nhân thường gặp nhất của bên trực cấp hiện nay ở nước ta hiện nay theo mẹ em là cái gì? A, B, C, D và E. Mẹ em chọn câu mày. Là phải học tập. Ý bổn A còn nói không? Dạ em chào thầy ạ. Ừ, em chọn câu mày. Dạ em chọn có bị ạ. Câu thứ hai, dành cho lập phẫu tập có ý bụng B này. Trong viêm tuyệt cấp, ai mình là có khi nào mình làm hẳn tăng không? Bệnh nhân đến quá sớm, bệnh nhân đến quá trễ, do viêm tụy hoại tử toàn bộ, do viêm tuyệt cấp, do tăng triglyceride, và có E, A, B và D. Đúng. Em chọn câu mấy? Dạ. Em chọn có ai? Đâu, câu gì? Có ai? Có E, Có ừ. Thì nó mình sẽ xem lại khá tốt các em. Y3 về khá tốt đấy. Câu 3 nha. Một trong yếu tố sau đấy ít có giá trị trong tiên lượng. Ở đây thầy có hỏi là tập giá trị tiên lượng chứ không phải là giá trị chẩn đoán nha. Em suy nghĩ. Bạch cầu, canxi máu, hoại tử trên CT scan, amylase, huyết thanh và cuối cùng là lipid máu. Một trong năm yếu tố trên thì nó ít có giá trị trong tiên lượng. Đánh giá bên trực cấp nặng hay nhẹ đấy. Mẹ em sẽ chọn có mấy? Câu tiếp, suy nghĩ đi, chữ P ở trong thang điểm BSAP. Đây một thang điểm quan trọng là đánh giá cái độ nặng của viêm tụy cấp. Thì chữ P của công là chữ chi? Nam em, cân nặng, mạch, tràn dịch màng phổi, viêm tụy mạn hay là viêm tụy áp xe hóa? Y bổn A đại diện một bàn đấy, tổ tổ một của y bổn A. Theo mẹ em chuyện nào? Có ai tổ 1 im ổn A không? Chữ P. Chữ nào? Có phải mạch không? Hay là tràn dịch màng? Hay là viêm phế? Thì mình quay lại nha. Một câu rất quan trọng trong cận đề điều trị sau này mẹ em Y4 sẽ gặp. Và lên Y6, đây cũng là một trong câu hỏi thi tốt nghiệp của Y6. Đó là dịch truyền ưu tiên được lựa chọn trong điều trị viêm tụy cấp là gì? Dung dịch natri chloro, dung dịch cao phân tử, albumin, zinc galactate hay là lipid 10%? Y bổn B đi, còn một đại diện mà thế mẹ sẽ có gì? Em cân nhắc hả? Mình sẽ quay lại sau. Một câu hỏi cũng rất quan trọng trong phần thi tốt nghiệp của Y bổn của những Y sáu đó là kháng sinh ưu tiên được lựa chọn trong viêm tụy cấp hoại tử và bội nhiễm. Hoại tử vô khuẩn thì mình không dùng số, nhưng mà hoại tử mà có vai trò bội nhiễm vi khuẩn thì mẹ phải dùng kháng sinh đặc biệt. Và lưu ý phải ưu tiên những cái kháng sinh nào mà nó thấm vào trong cái môi trường của mô tụy. Em có 5 lựa chọn, hoặc là quinolone, hoặc là cefa thế hệ 3, imipenem, vancomycin và metronidazole. Một câu hỏi kinh điển và rất quan trọng.
Tốt rồi, công nằm trong phần đường giá của Y4 và cả Y6 tốt nghiệp. Đó là cái thang điểm trên bảng, nó tượng trưng cho phân độ gì? Phân độ Ransom, phân độ Bantaza, CTSI, B-sharp hay là có E, B và C đều đúng. Còn này có em nào biết không? Mạnh dạn trả lời đi. Là vào học tập của Y4B. Dạ không biết thầy. Cái Dạ việc không biết là ta tìm lại mình ta quay lại sau nha. Bên tuyệt cấp thanh hồi nào thầy nói là mình lại rất hay gặp ở Việt Nam, mình cũng rất hay gặp mấy em đi lâm sàng tuyệt cấp. Cho đến nay mình có rất nhiều tiến bộ trong về điều trị trong chẩn đoán, tuy nhiên cái tỷ lệ tử vong nó còn khá cao, thậm chí lên đến 10 đến 15%. Do đó cho nên mẹ em cũng có một cái cập nhật thời gian gần đây có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, trong điều trị và đặc biệt là trong cái thái độ điều trị cũng có rất nhiều quan điểm mới. Có thể bây giờ mẹ em học so với kiến thức của một số anh chị Y6 cách đây khoảng 3 4 năm nó đã thay đổi nhé, nhưng mà riêng Y4 thì có bạn cập nhật. Thứ nhất về nguyên nhân thì hồi nãy mẹ em nói đúng á, hai nguyên nhân thường gặp nhất ở Việt Nam mình cho đến bây giờ vẫn là soạn mật và rượu. Trước kia thì giai đoạn của mấy thầy đi học thì chủ yếu là soạn mật và giun chui ống mật, nhưng hiện tại bây giờ cái nguyên nhân giun chui trở thành rất hiếm nhé. Cho nên hai nguyên nhân quan trọng nhất đó là soạn mật và giun ống mật. Soạn mật thì đa số là thường thường là soạn ống mật chủ thì nó dễ, hoặc là soạn túi mật nhé. Không, soạn túi mật thì có hai trường hợp: chủ tâm mật nó rơi xuống, nó làm tắc nghẽn cơ đi. Khi tắc nghẽn cơ đi xong thì dịch mật nó có thể nó đi tràn qua ở bên trong ống tụy và nó gây tràn hoặc là cả cái mén tụy. Trường hợp thứ hai là bản thân khi viên soạn nó tắc nghẽn, nó khi tắc nghẽn ở cơ đi á, thì nó không chỉ tắc nghẽn ống mật chủ mà còn tắc nghẽn luôn cả ống tụy chính. Ống tụy chính nó bị tắc nghẽn thì nó cũng gây ra tràn tăng áp lực và từ hoặc không ạ, nó biến cả cái tiền men trở thành cả cái enzyme gây tắc nghẽn. Nhìn trong cả hai trường hợp mình thấy rất là rõ, như vậy là một trong những việc mẹ em phải làm quan trọng sau này khi mà điều trị đó là bằng mọi giá phải chi phải loại bỏ cái gì viên soạn này càng sớm càng tốt để làm cho cái ống tụy nó chi thông thường trở lại. Và nhớ đây, một trong cái vị trí từ những viên soạn càng nhỏ thì khả năng di chuyển nó càng nhiều, nó gây bên tôi cấp càng nhiều, nhưng mà những viên soạn càng nhỏ nằm ở đoạn cuối của mật chủ là một trong vị trí mà đôi khi mình làm siêu âm bụng mình có thể không phát hiện được soạn trên động mật chủ nhé. Trong nguyên nhân do rượu thì có rất nhiều cơ chế, thật sự cho rằng có thể do vai trò trực tiếp độc tố gây oxy hóa của rượu, cũng có thể nó làm giảm lưu lượng máu đến tụy một cách nhanh thông qua vai trò kích thích của cái CCK, thông qua tình trạng nó co thắt và nó đi, và cuối cùng nó làm tăng nhạy cảm với cái CCK. CCK tức là cholecystokinin, làm tăng cái lưu lượng dịch mật nó lên. Trong trường hợp này em gặp một bệnh nhân bị viêm tụy cấp, mình làm siêu âm, mình làm CT scan mà không có sỏi và mình hỏi tiền sử cũng không có rượu, thì cái nguyên nhân kể đến mình phải nghĩ tới là do gì? Đó là nếu như mình làm cái triglyceride máu á, nó trên 1.000 mg trên decilit, thì và nhớ là mình đã loại trừ hai nguyên nhân do sỏi và do rượu, thì một nguyên nhân mà em cũng phải nghĩ tới là bây giờ càng ngày càng tăng, đó là viêm tụy cấp do tăng triglyceride. Số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nó chiếm khoảng từ 1,4%, nhưng mà một số thành phố lớn hiện nay ở Việt Nam mình á, ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội thì tỷ lệ nó càng ngày càng tăng, thậm chí nó trên 10% nguyên nhân này. Các nguyên nhân ít gặp khác đó là sau khi mình làm ERCP chụp mật tụy ngược dòng, mình bơm cái thuật cản quang vào trong đường tụy quá nhiều, hoặc là sau chấn thương, sau phẫu thuật, sau sử dụng thuốc, đặc biệt là một thuốc mà trong điều trị bệnh Crohn hay bệnh viêm khớp dạng thấp azathioprine, do rối loạn cơ bắp đi và do di truyền. Những nguyên nhân hiểm ngặt này thì tương đối ít. Trong thực tế thì mẹ em Y4 nhớ cho thầy ba nguyên nhân hay gặp: một, soạn mật; thứ hai là rượu; và thứ ba vai trò và tăng triglyceride. Và lưu ý sau này khi mình học các cái bài viêm tụy mạng, mình thấy là rượu cũng là một nguyên nhân quan trọng nhất gây ra viêm tụy mạng nhé.
mà tiền sử có khi nó không rõ, triệu chứng lâm sàng không điển hình. Một nguyên tắc tất cả y bốn phải làm nhớ kỹ khi làm bệnh án thi đó là nếu một bệnh nhân vô viện vì đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tụy cấp nhưng mà có tiền sử bệnh nhân uống rượu nhiều thì luôn luôn phải cần phân biệt đó là viêm tụy cấp hay là đợt cấp viêm tụy màng do rượu nhé. Không, hai cái tiên lượng hoàn toàn khác nhau về mặt lâu dài. Thì cơ chế thì hồi nãy tôi nói rồi, vai trò nó còn tranh cãi nhưng mà chủ yếu là cơ chế tình trạng tự hoặc là cái men tụy tức là trypsinogen thành ra trypsin. Tuy nhiên rất nhiều nghiên cứu gần đây cần lưu ý là cái vai trò của yếu tố viêm càng ngày càng quan trọng trong viêm tụy cấp. Cho nên có thể nói là cái hiện tại hiện bây giờ thì phần là các cơ chế sinh học nhân cho thấy cái sự tình trạng nó tăng rất nhiều các yếu tố viêm, các cytokine viêm ở trong viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp được xem không phải là một bệnh lý riêng tại tụy nữa mà được xem như là một cái tình trạng đáp ứng viêm toàn thân rất là nặng. Về lâm sàng thì tăng chứng cổ điển em y bổn cân nhớ cho thầy đó là tình trạng đau bụng dữ dội ở vùng thượng vị kèm theo nôn nhiều, bệnh nhân nôn ra mật xanh mật vàng, nôn ra không giảm đau, và thứ ba là tình trạng liệt ruột khá rõ. Yếu tố khai phá kinh điển là sau một bữa ăn nhiều rượu, một chế độ ăn nhiều dầu mỡ nhé. Như vậy nhớ tám chứng: đau bụng, nôn mửa và liệt. Tuy nhiên còn một số trường hợp triệu chứng đau bụng nó không được dữ dội, không điển hình, nhưng mà về nguyên tắc để lâm sàng thì tất cả mọi trường hợp nào bệnh phải tái khám vì đau bụng cấp phần thượng vị thì phải nghĩ tới viêm tụy cấp và phải làm các cái xét nghiệm. Về thực thể thì có tình trạng bụng chướng, phản ứng thành bụng có thể trong một số trường hợp nặng. Các em có thể ăn đau vùng đầu tụy mật chủ, nếu như nguyên nhân từ động mạch, các điểm đau ở đuôi tụy, thân tụy, hậu chậu trái và âm ruột nó giảm, thậm chí nó mất. Như vậy, lưu ý cái phần về hậu chậu trái là một vùng tương đối nhạy cảm trong trường hợp mà viêm tụy cấp mà có tình trạng tăng tiết dịch khá nhiều. Nhé. Lưu ý mấy cái cách khám là cách khám ở vùng đầu tụy ở mật chủ thì mấy em phải khám bằng không phải bằng đầu ngón tay mà phải khám bằng ba ngón tay nhé các. Cái vùng gọi là vùng Sopharyngeal đấy, nhà vận dùng ba ngón tay góc 1/4 trên bên phải lên khoảng ba hoặc ngón tay bên ở vào đây đầu tụy ở mật chủ. Cái điểm đuôi tụy thì mấy em học Y3 thì biết rồi, cố gắng cho bệnh nhân nằm nghiêng, rõ ràng nằm nghiêng qua bên tay phải nhé, cho dây nó đổ qua bên phía bên này và mình dùng cái một ngón tay hoặc hai ngón tay vùng giao điểm của đường rỗng và ngoài thành bụng lên khoảng ba hoặc ngón tay và mấy em ấn về phía cột sống, bệnh nhân sẽ đau. Điểm đau điển hình của đuôi tụy điểm Malignie nha. Một số triệu chứng toàn thân cũng gợi ý tình trạng viêm tụy cấp nặng, đặc biệt là tình trạng hoại tử một cái mảng bầm máu ở dưới da nha, hai vị trí của cái hội chứng Great Turner là vị trí quan trọng của hội chứng Quillen. Cái này thì hiện tại cũng tương đối ít gặp. Về mặt sinh hóa thì một xét nghiệm đơn giản tất cả mấy em đều biết rồi, mình phải làm amila huyết thanh rất có giá trị trong chẩn đoán. Thông thường nó tăng nhanh sau khoảng 24 giờ đầu và nó có thể giảm sau 2 ngày 3 ngày. Đúng. Và hồi nãy mình có một câu hỏi đấy, và một số trường hợp bệnh nhân đến quá sớm hay bệnh nhân đến quá trễ thì khi nó có thể không không tăng. Bệnh nhân đến quá sớm trước 6 giờ mẹ em làm chưa tăng thì mẹ em phải làm lại lần thứ hai. Mẹ em để, bệnh nhân điều trị tuyến dưới 2-3 ngày không đỡ, bệnh nhân để mình sau 3 ngày mình làm không tăng để mình có thể chuyển qua mình làm TPA máu hoặc là mình làm amila trong nước tiểu. Ừ. Ngoài ra một số trường hợp viêm tụy cấp mà liên quan tới tình trạng tăng triglyceride trong máu thì cũng có tình trạng không tăng. Bởi vì khi bệnh nhân có tình trạng viêm tụy cấp mà có tăng triglyceride máu thì nó tăng kèm yếu tố ức chế hoạt tính của amila và do đó các xét nghiệm mình làm nó sẽ không phát hiện được amila. Ngoài ra một số bệnh lý khác lưu ý có thể không phải ở trong bụng đó, nó cũng gây tình trạng đau bụng cấp cũng có thể tăng nhẹ amila nhưng mà không phải viêm tụy cấp, cũng cần phân biệt thêm như là viêm tụy cấp xoắn ruột, thủng ruột, ngộ độc rượu, thai ngoại tử cung vỡ, trong sản khoa, suy thận ở quai bị. Đấy. Nhưng mình quay lại câu hỏi của mấy em đấy, có khoảng 10% bé trường một bệnh nhân có tình trạng viêm tụy cấp điển hình, tuy nhiên amyla máu không cao thì mấy em nhớ thấy ba ý. Thứ nhất là xét nghiệm quá sớm,
mình làm lại lần thứ hai. Thứ hai là bệnh nhân đến quá trễ thì mình kiểm tra lại lipa máu, và thứ ba là bệnh nhân với được cấp mà có tăng triglyceride nhá. Lipa bây giờ cũng được làm tương đối thường quy, nó tăng cũng khá lâu hơn so với lipa có thể sau 3 ngày vậy như vậy. Tuy nhiên cũng như là amila, cả lipa và cả amila đều chỉ có giá trị trong chẩn đoán và hoàn toàn không có giá trị thực. Một bệnh nhân viêm tụy cấp có thể nó tăng lên 3.000 đơn vị amila nhưng mà diễn tiến rất nhẹ. Ngược lại một bệnh nhân viêm tụy cấp hoàn toàn amila không tăng nhưng mà là tình trạng hoại tử rất là nặng. Các xét nghiệm khác cũng thường quy cũng làm, mà em lưu ý làm canxi máu. Canxi máu nó giảm thì có giá trị tiên lượng. Trong viêm tụy cấp thì có một tình trạng hoại tử rất đặc biệt, người ta gọi là hoại tử mỡ. Hoại tử mà có thành phần rất nhiều và phospholipid trong chất hoại tử. Phospholipid ở trong phần hoại tử ở tủy nó có ái lực rất mạnh với canxi trong máu, nó kéo canxi trong máu về gắn kết thành một phức hợp vừa phospholipid và canxi ở trong tủy, người ta gọi là phức hợp nến canxi, sạp canxi đó. Và chính vì vậy cho nên tình trạng nó sẽ làm giảm nồng độ canxi trong máu. Như vậy khi canxi trong máu nó càng giảm bao nhiêu thì chứng tỏ là tình trạng hoại tử và tùy càng nhiều bấy nhiêu. Chính vì vậy canxi máu là một xét nghiệm đơn giản nhưng mà được sử dụng như là một yếu tố tiên lượng. Nên có liên quan câu hỏi của mẹ. Và nhờ cơ chế vì sao canxi máu giảm, đó là vì nó bị gắn kết, nó bị gắn vào các thành phần phospholipid trong ổ hoại tử. Các xét nghiệm khác cũng có thể có giá trị tiên lượng như là đường máu, men gan. Đây. Bilan lipid thì mẹ em làm để mà giúp thêm cái chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglyceride. Xét nghiệm khác như là bạch cầu sẽ có nhiễm trùng hay không, hoặc CT xem có những có tình trạng cô đặc hay là không, và MCV xem bệnh nhân có tình trạng nghiền rồi màng hay là không, thể tích trung bình của hồng cầu. Tuy nhiên cái vai trò của chẩn đoán nó càng ngày càng quan trọng trong viêm tụy cấp. Nó không chỉ giúp mình chẩn đoán mà còn giúp mình rất nhiều trong vấn đề đánh giá mức độ nặng và tiên lượng. Một bệnh nhân phát hiện tình trạng đau bụng cấp rất là dữ dội thì cả xét nghiệm đơn giản nhất mà mẹ em đừng bao giờ quên, đó là xét nghiệm chụp phim bằng không chuẩn bị. Trước hết mình chụp phim bằng không chuẩn bị là để loại trừ hai cái biến chứng, hai cái bệnh cảnh cấp cứu bụng thường gặp nhất, đó là không có thủng thận rộng và không có tắc ruột cơ học, mình quan trọng nhất. Bên cạnh đó thì mẹ có thể thấy nành quai ruột gác, do ruột nó một đoạn ruột nó dạng ra chuyển hơi, đại tràng ngang chuyển hơi, hoặc mình có thể chụp thấy cái tràng dịch bằng phổi bên trái. Nhưng thấy nó quan trọng nhất là nếu như có một câu hỏi dành cho y bổn trắc nghiệm thì người ta giá trị quan trọng nhất của phim bồng không chuẩn bị trong chẩn đoán viêm tụy cấp thì đó không phải là giúp mình tìm quai ruột gác, không phải là mình tìm hiểu về tràng dịch bằng phổi, mà quan trọng đó là giúp mình chẩn đoán phân biệt thủng thận rộng, tắc ruột. Em nhớ chưa? Nhớ rất là kỹ. Đoàn thể nhấn mạnh như vậy đó, là rất quan trọng nhé. Sau này khi trong cái phần thi của y bộ mà kể cả y sáu thì phải sẽ hỏi lại. Đây tình trạng quai ruột gạt rất là rõ do cái đoạn họng tràng á nó dạng ra mà chịu hơi. Siêu âm bụng là một xét nghiệm thường quy và cũng hay làm trong viêm tụy cấp. Trong thể điển hình thì bạn có thể thấy tụy nó tăng kích thước và phù nề, và ranh giới của tụy nó mờ, có dịch quanh tụy, dịch trong ổ bụng, ống tụy dạng, có thể có sỏi tụy. Đó là trường hợp mà viêm tụy cấp trên niêm mạc tụy mạng. Và một dấu hiệu quan trọng mình cần phải tìm kỹ là có hay không có sỏi tụy mật, có hay không có dạng ống mật chủ, hai dấu hiệu gián tiếp hoặc giúp mình đánh giá cái nguyên nhân là do gì, do sỏi mật. Tuy nhiên một cái hạn chế là bệnh nhân bị viêm tụy cấp đó là tình trạng bụng chướng và liệt ruột, cho nên cái vai trò của siêu âm thường thường nó tương đối hạn chế. Đây một số hình ảnh kinh điển, em thấy bên tay trái là cái tụy bình thường và bên tay phải là tụy nó phù nề rất là rõ, làm tình trạng thâm nhiễm và đọng dịch ở bên tụy. Từ một nhu mô tụy bình thường nó qua cái nhu mô tụy nó phù nề lên, giảm âm rất là rõ và có tình trạng đọng dịch rất rõ ở bên tụy, tình trạng rất hay gặp trong tụy cấp. Một bệnh nhân khác bên tụy cấp mình làm siêu âm thì mình không thấy rõ tụy, mình không thấy rõ mật chủ. Tuy nhiên có rất nhiều sỏi nhỏ ở trong tụy mật, biểu hiện bằng tình trạng có những tăng âm và rất nhiều bọng lưng. Thì về nguyên tắc một cái tắc kinh điển, nếu như bệnh nhân vô viện không có viêm tụy cấp
Nhưng không có yếu tố khởi phát là do uống rượu. Làm siêu âm có thể mình không thấy sỏi trong ống mật chủ. Tuy nhiên có sự hiện diện của sỏi trong túi mật thì mình có quyền nghĩ đến nguyên nhân viêm tụy cấp là do sỏi. Nhớ là quan trọng. Cái xét nghiệm được xem như tiêu chuẩn và tốt nhất trong chẩn đoán và trong tiên lượng viêm tụy cấp đó là chụp cái căn lớp vi tính CT scan. Cố gắng đừng để ý, đừng có chụp sớm quá. Thường thường mẹ mình nên chụp nó khoảng 24 giờ đầu thì bắt đầu có thương tổn. Và nếu mình chụp càng cố gắng thì mình chụp sau khoảng 4, 3 đến 2 đến 3 ngày. Nhưng không, trong trường hợp sớm biến chủng hoại tử. CT scan là một xét nghiệm rất tốt nên trong đánh giá biến chủng cấp. Trong thể điển hình có 4 nhóm triệu chứng chính. Thứ nhất là phi đại toàn bộ tụy càng phù nề. Cấu trúc nhu mô tụy không đồng nhất. Thâm nhiễm mỡ quanh tụy và ổ động dịch quanh tụy. Đây là bốn dấu hiệu rất quan trọng trong viêm tụy cấp trên CT scan. Bên trái em thấy một đường tụy bình thường, hoàn toàn như một tụy hoàn toàn bình thường. Và đây mình thấy tụy nó tình trạng nó phi nề tăng kích thước rất là rõ và cái dấu hiệu kinh điển đó là thâm tình trạng thâm nhiễm mỡ rất rõ ở quanh chi quanh tụy rất là rõ. Thì còn phù nề động dịch và thâm nhiễm mỡ rất là rõ ở vùng đuôi tụy rất là rõ nhé. Trong thể mà hoại tử á, thì mình có thể thấy tình trạng là nhu mô tụy đang ngậm thuộc không hoàn toàn nhá. Đây mình thấy cái vùng hoại tử ở trong nhu mô tụy chắc là hai chấm hoại tử ở đây. Như vậy về mặt kinh điển theo tiêu chuẩn chẩn đoán của cái hội tiêu hóa Mỹ á, năm 2013 thì mình có thể chẩn đoán được viêm tụy cấp khi bệnh nhân có ít nhất hai trên ba tiêu chí. Một là đau bụng cấp dữ dội, nhất là vùng thượng vị. Thứ hai là amila huyết thanh và hoặc lipoprotein tăng trên 3 lần giá trị bình thường. Và thứ ba là có hình ảnh đặc trưng của viêm tụy cấp trên siêu âm, trên CT scan hoặc trên MRI. Trong đó hay gặp nhất, kinh điển nhất là trên CT scan. Chúng ta chỉ cần có hai loại tiêu chí. Một bệnh nhân đã vùng cấp dữ dội đến sớm mẹ em phân cấp cứu trong vòng 3-4 giây đầu. Thì chúng ta sẽ dựa vào tiêu chí 1 và tiêu chí một mình là amila bình thường. Nhưng mà sau đó nếu như mình lưu ý trong nhóm này mà nếu như mà mình chụp CT scan quá sớm trong vòng 3 giờ 6 giờ thì cũng có thể bình thường. Trong trường hợp đó mà em sẽ làm lại amila lần thứ hai sau 6 giờ mà nó sẽ có tình trạng tăng. Nhưng mà thầy nói y đó, trong trường hợp mà bệnh nhân tới với mình mà có đau vùng cấp và có amila tăng thì có thể trong vòng 24 giờ đầu CT scan còn bình thường, siêu âm bụng do bụng chướng mình chưa thấy gì, mình vẫn có quyền chẩn đoán viêm tụy cấp. Ngược lại trong trường hợp bệnh nhân đến quá trễ sau 3 ngày thì tiêu chuẩn 2 nó sẽ có không còn rõ ràng, amila nó có thể không còn tăng. Tuy nhiên trong trường hợp bệnh nhân đến trễ thì trên CT scan hoặc MRI rất đặc trưng của viêm tụy cấp nha. Cho nên mình thường thường chỉ cần có 2 trên 3 tiêu chuẩn. Hai tiêu chuẩn đầu và nhóm bệnh nhân tới tương đối sớm và tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3 trong trường hợp bệnh nhân đến trễ sau ngày thứ ba. Về thể lâm sàng thì về kinh điển chúng ta có hai thể chính thôi, là viêm tụy cấp thể phù nề và thể hoại tử. Một số cái bác sĩ lâm sàng đôi khi mà em hay nhầm nha, một số anh chị hay chẳng đó là viêm tụy cấp mà thể là xuất tiết dịch, hoàn toàn phải về tình trạng mình xuất tiết dịch đó, trong trong bối cảnh của thể phù nề. Một số người ta hay dùng từ gọi là thể xuất huyết hoại tử. Xuất huyết là một cái biến chứng cũng tương đối ít gặp và không thường gặp. Nên hai từ kinh điển nhất nó nằm trong phân loại hiện tại tiêu chuẩn đó là viêm tụy cấp thể phù nề và thể hoại tử. Do nó phân biệt một số bệnh lý thường gặp trong cấp cứu bụng như là nhồi máu mặt tréo, thủng ổ loét hoặc là sỏi đường mật hoặc là phình đốc tách bụng trực bụng trên số bệnh nhân lớn tuổi tắc ruột hoặc là nhồi máu cơ tim sau dưới. Cho nên trong bi lăng thì luôn luôn nhớ làm cái điện tâm đồ và một khi gần có thể làm các cái mắc cơ về tim mạch. Chẩn đoán mức độ tiêu chuẩn hiện tại đối với viêm tụy cấp sinh viên Y4 thì cần nhận cho thầy cái tiêu chuẩn Atlanta về ba nhóm chính. Thì để nguyên cái bảng tiếng Anh cho mẹ em dạy nhé. Nó có ba nhóm chính là nhóm viêm tụy cấp nhẹ. Viêm tụy cấp nhẹ là các bệnh nhân hoàn toàn không có tình trạng suy tàn, không có suy tàn và bệnh nhân không có cái biến chứng tại chỗ, tức là không có hoại tử, không có động dịch. Nhóm thứ hai là viêm tụy cấp mà thể gọi là thể tương đối nặng. Tương đối nặng
Trong nhóm này chúng ta có thể bệnh nhân có biến chứng tại chỗ như là có phù nề, à, xin lỗi, có ổ đọng dịch hay hoại tử, và có thể kèm theo tình trạng suy tạng thoáng qua, tức là dưới 48 giờ và 2 ngày. Và trong trường hợp mà tình trạng suy tạng mà kéo dài trên 48 giờ thì mình xếp trong nhóm viêm cấp dạng nghiêm trọng, dạng nặng. Như vậy có 3 nhóm. Một cái việc rất quan trọng và cũng thu hút rất nhiều nghiên cứu trong thời gian qua cũng như thời gian gần đây, đó là cái tính chất tiên lượng. Bởi vì có những trường hợp bệnh nhân vào viện cảm giác chúng nó không phải là nặng về mặt lâm sàng, cơn đau vừa phải, nhưng mà bệnh nhân đi vào tình trạng tử vong rất là rõ. Chính vì vậy cho nên có rất nhiều hệ thống tiên lượng từ Ransom, Lasgo đến Apache, tiên lượng của Pen3 và POP. Gần đây chúng ta có tiên lượng của Bishop, có phân độ của Nhật Bản, phân độ của HAPS và phân độ của Bantaza. Thì ở đây có hai cái phân độ tương đối kinh điển. Và nó đơn giản thì thầy cho y bổn, thầy bôi đỏ y bổn phải học ba chất kỵ. Một cái chủ yếu nó nghiêng về phía bằng xét nghiệm đó là Bishop, và một cái nó nghiên cứu về chẩn đoán nặng đó là Bantaza. Thì cái này y bổn phải nhớ kỹ trong phần tiên lượng. Cái Bishop hồi nãy mình còn nói rồi, Bishop nó còn có 5 tiêu chí, theo phép tắc là BESEP nhé. B là rê máu, E tức là bệnh nhân có tình trạng rối loạn tri giác, S rất quan trọng đó là bằng chứng có cái đáp ứng viêm toàn thân, hội chứng đáp ứng viêm toàn thân sơ, A là tuổi bệnh nhân, và chữ P hồi nãy trong câu trắc nghiệm của mẹ em, P chính là tình trạng tràn dịch màng phổi trái. Tình trạng mà trạng trước được xem như một triệu chứng thường gặp trong viêm tụy cấp. Tuy nhiên càng ngày người ta thấy cái vai trò tiên lượng của cái dấu hiệu này nó càng rõ và rất dễ phát hiện trên phim bụng hoặc là trên siêu âm. Cho nên tràn dịch màng phổi trái được đưa vào một tiêu chí trong tiên lượng viêm tụy cấp. Và Bishop trên cơ sở 5 tiêu chí như trên bảng được giá trị được xem là rất đơn giản và có giá trị trong tiên lượng. Những bệnh nhân nào mà mình đánh Bishop mà tỷ lệ điểm mà từ 3, 4 hoặc 5 thì được coi là có cái tỷ lệ tử vong khá cao, trên 15% trường hợp. Thì nhắc lại, đây một xét nghiệm rất đơn giản mà mấy em nhớ kỹ rất là nhớ. BESEP nha. Ure máu, rối loạn tri giác, đáp ứng viêm toàn thân, tuổi và tình trạng tràn dịch màng phổi trái. Một phân độ thứ hai về mặt chẩn đoán hình ảnh cũng rất có giá trị và cũng áp dụng cách thường quy, phần là các bệnh viện thành phố tại tỉnh ở miền Trung của mình, đó là phân độ dựa trên cái chẩn đoán hình ảnh. Chúng ta có hai nhóm, nhóm CT scan và nhóm đánh giá cái mức độ chỉ số hoại tử. Ở trên cái CT scan á, phân độ Bantaza mình em chia làm 5 nhóm A, B, C, D và E. A nếu như bình thường á thì mình gọi là không điểm. Nếu như tụy nó chỉ có lớn phi đại đơn thuần thì một điểm, có tình trạng tràn dịch ở quanh tụy, thâm nhiễm ở quanh tụy không thì chúng ta có ba hai điểm. Chúng ta có một ổ đọng dịch đơn thuần, một ổ đọng dịch duy nhất thì mình định là 3 điểm. Nếu bệnh nhân có 2, 3 trở lên các ổ đọng dịch tụy thì mình định là 4 điểm. Đây là phân độ kinh điển của Bantaza. Đây là bình thường, tràn dịch nhỏ quanh tụy, ổ hoại tử, thập tinh dịch ở quanh tụy thâm nhiễm mở khá rộng. Và nếu như bệnh nhân có một hai ổ đọng dịch trên hai ổ đọng dịch thì mình đánh là bệnh nhân 3 điểm. Gần đây người ta cải tiến cái bán ta giá này và người ta thêm cái chỉ số người ta gọi là chỉ số mức độ nặng, gọi là SI. SI là cái chỉ số mức độ nặng, gọi là Severity Index. Thì có thêm bổ sung một cái chỉ số SI nó chia như vậy theo mức độ hoại tử. Nếu như tỷ lệ hoại tử mà không không có hoại tử thì mình là không điểm. Nếu như tỷ lệ hoại tử mà chiếm dưới mức 30% thì mình cho 2 điểm. Mức độ hoại tử mà từ 30 đến 50 là 4 điểm, và nếu như hoại tử trên một nửa tùy là 6 điểm. Thắng điểm mình cho là cái chẳng 0 2 4 6. Như vậy hồi nãy về mặt mức độ và đã đánh giá trên cái bán ta đơn thuần thì chúng ta có tỷ số điểm từ 0 tới 4, cao nhất là 4. Trong cái phân độ hoại tử tức là chỉ số SI thì mình có điểm từ 0 tới 6, 0, 2, 4, 6. Và như vậy nếu cộng hai cái này chung á, gọi là điểm CT và Bantaza cộng với SI tức là chỉ số mức độ nặng tức là hoại tử á, cộng lại với nhau
thì ta điểm cao nhất sẽ là 4 cộng với 6 là bằng 10. Đó là trường hợp tiên lượng nặng nhất. Và CTSI cùng với bạn ta được coi là một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán tốt nhất, thông dụng nhất hiện tại trong tiên lượng viêm tụy cấp hiện tại. Cho nên em nhớ lại, tôi nhắc lại một lần nữa là trong rất nhiều các tiêu chí tiên lượng của viêm tụy cấp, chúng ta có rất nhiều tiêu chí, thì hai tiêu chí tương đối được đánh giá khá tốt, đơn giản và giá trị thực tiễn, đó là BSAP và chỉ bắn ta ra kết hợp với CTSI. Bây giờ chúng ta qua một cái về nguyên tắc điều trị bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Nguyên tắc chung chúng ta có 5 việc các bạn, 5 tiếp cận quan trọng nhất, đó là chúng ta cố gắng truyền dịch đầy đủ bởi phụ dịch điện giải. Thứ hai là kháng sinh và giảm đau khi cần. Thứ ba là nuôi dưỡng. Thứ tư là vai trò điều trị nguyên nhân bằng sỏi mật, bằng ERCP. Và trong một số trường hợp tương đối ít, thậm chí và càng ngày càng ít, thì chúng ta có tham gia vai trò của ngoại khoa. Tuy nhiên vai trò của ngoại khoa bây giờ hiện tại rất ít, là rất ít. Bệnh nhân viêm tụy cấp nặng á, thì mình để bệnh nhân điều trị trong môi trường của ICU, môi trường hồi sức. Những cái thầy cô có kinh nghiệm trong chuyên ngành ngoại khoa 30 40 năm thì một kinh nghiệm của họ rút ra được đó là những bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng càng can thiệp ngoại khoa sớm bao nhiêu thì tỷ lệ tử vong càng cao bấy nhiêu. Nên trước kia chúng ta có một thói quen mà hiện tại bây giờ vẫn có trong rất nhiều các bệnh viện ở miền Trung, ở Việt Nam nói chung là bệnh viêm tụy cấp, khi mình thấy bệnh nhân có nguy cơ hoại tử thì mình chuyển bệnh nhân qua môi trường ngoại khoa. Thì đó là cái quan niệm không còn chính xác nữa. Bệnh nhân bị hoại tử, bệnh nhân đã nhiễm mức độ nặng, bệnh nhân có tình trạng đặc biệt viêm toàn thân nhiều, thì em chuyển theo dõi trong môi trường hồi sức và có một sự phối hợp chung theo dõi giữa nội khoa, giữa nội soi, hồi sức. Và cái tỷ lệ can thiệp ngoại khoa rất là chí rất là ít nha. Nhưng cố gắng đối với cái quan niệm mà cái viêm tụy cấp hoại tử mà chuyển vào khoa ngoại điều trị là hoàn toàn không chính xác. Bây giờ chúng ta đi vào cái viêm tụy cấp mà thể phù nề nhẹ, thì mềm y bổn nó bị thầy trưởng bệnh nhân viêm tụy cấp thể phù nề, thì chúng ta có cái bảy cái thứ tự điều trị. Thứ nhất là nhìn ăn trong thời gian đầu, đặt sống dạ dày hút dịch, bơi phù dịch điện giải, nuôi dưỡng sớm bệnh nhân, giảm đau, kháng sinh và điều trị nguyên nhân trong trường hợp cần thiết. Bảy cái nguyên nhân cho kỹ nha. Lưu ý một vấn đề quan trọng nhất, đó là cố gắng cung cấp thật đầy đủ nước và điện giải trong đường tĩnh mạch. Tình trạng về nó cũng rất quan trọng, đó là nó làm tình trạng trong trường hợp bệnh nhân có thể do tình trạng nôn mửa, tình trạng thoát dịch, tình trạng siêu hấp, thở nhanh, ra mồ hôi, những tình trạng mất nước rất là nhiều. Nhưng việc đó phải nói là một trong những việc quan trọng nhất trong điều trị tụy cấp, đó là phải đối phụ thật đầy đủ nước và điện giải. Nó cố gắng phải đôi bù nhanh, thậm chí đến 250 500 ml giờ trong vòng 4 giờ đầu tiên, hoặc ít nhất là trong vòng 500 ml giờ trong vòng khoảng 8 giờ đầu tiên. Đa số chúng ta hay có tình trạng lạm dụng kháng sinh quá sớm nhưng mà bù dịch là không đủ, là cái quan niệm một trong những cái sai lầm hiện tại trong điều trị viêm tụy cấp ở Việt Nam mình hiện tại. Và lưu ý khi chúng ta có thể dùng riêng cái lắc tá, chúng ta có thể dùng đặc biệt clorua, chúng ta có thể dùng cả phân tử, nhưng mà cái riêng cái lắc tá vẫn hiện rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là so với cái natri clorua thì nó có ưu điểm là nó sẽ làm giảm rõ cái hội chứng đặc biệt viêm toàn thân cho cả rõ, nó có tình trạng cân bằng cái điện giải tốt hơn. Cho nên được xem như riêng cái lắc tá không chỉ là một cái bồi phụ dịch điện giải đơn thuần mà còn có tác dụng chống viêm. Chính vì vậy rất nhiều cái khuyến cáo hiện nay thế giới cho rằng cái thuốc chiến dịch điện giải được ưu tiên một sử dụng trong viêm tụy cấp, đó là riêng cái lắc tá. Như rất đơn giản, rất là rẻ tiền và có tất cả các tuyến y tế cơ sở đều có. Trong trường hợp bệnh nhân đau nhiều thì chúng ta có thể dùng meperidine, tức là đau lạc gan. Đây là một cái thuốc nó tương đối thông dụng và nó ít gây tình trạng co thắt cơ quan ốt đi so với là morphine. Nhưng mà em lưu ý là hai cái sai lầm thường gặp. Thứ nhất là chúng ta hay quá lạm dụng những thuốc chống co thắt, như là buscopan, atropine, nó sẽ làm tăng tình trạng buồng trứng, chúng ta không nên lạm dụng được này. Thứ hai là trước kia thì quan niệm tránh tuyệt đối, tức là không bao giờ được dùng morphine
bởi vì nó có cái nhược điểm là cái có thật rồi đi. Tuy nhiên hiện tại thì một số cái cơ sở trường phải cấp cứu, nhất là của Mỹ, khi mình có cái vai trò của chẩn đoán nặng rõ rồi, mình nắm rõ nguyên nhân cho sỏi rồi, thì mình vẫn có thể dùng morphine trong một số trường hợp. Về kháng sinh thì chúng ta hay dùng trong việc cấp do sỏi như vậy. À, vai trò của cung cấp năng lượng cũng rất quan trọng. Mình cố gắng cho bệnh nhân ăn nhẹ trở lại tương đối sớm. Khi bệnh nhân có tình trạng giảm đau, bụng đợi chuyển và amela nó bắt đầu giảm thì chúng ta nên cho bệnh nhân ăn sớm. Bắt đầu bằng cái dung dịch, uống nước đường, chúng ta tăng dần lên, uống sữa lạc trong một vài giờ sau. Lưu ý tránh tình trạng hay gặp nhất hiện tại đó là rất sợ cho bệnh nhân ăn quá sớm. Và có những bệnh nhân bị viêm tụy cấp mà bác sĩ thường để cho bệnh nhân nhịn đói 3 ngày, thậm chí cả 1 tuần. Cái tình trạng suy dưỡng và thậm chí là cái tình trạng nhiễm trùng rất là nặng. Nên lưu ý cái nên ăn sớm không chỉ góp phần đảm bảo cái năng lượng, nhưng cái chính quan trọng nhất là nó sẽ làm giảm bớt tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng từ đâu? Nhiễm trùng từ ruột. Vì sao nhiễm trùng từ ruột? Là vì bệnh nhân bị nhịn ăn quá lâu, có một tình trạng bệnh nhân làm teo niêm mạc ruột non, làm tăng sinh lượng vi khuẩn ở ruột non và gây ra tình trạng nhiễm trùng thứ phát. Chính vai trò ăn sớm sớm là một cái yếu tố rất đơn giản nhưng mà cũng rất quan trọng là trong theo dõi bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Cuối cùng là chúng ta lưu ý đến vai trò điều trị nguyên nhân. Nên bệnh nhân bị do giun thì bây giờ ít gặp rồi. Tuy nhiên là mình do sỏi thì cố gắng cân nhắc và chúng ta sẽ can thiệp bằng cái ERCP, tức là nội soi mật tụy ngược dòng sớm để lấy sỏi. Trong hình ảnh cơ chế hồi nãy mẹ em thấy rồi, nếu chúng ta viêm sỏi nó làm tắc nghẽn, khi nó còn tắc nghẽn thì nó còn gây tràn hoạt hóa cả mạng tụy, cho nên chúng ta làm lấy viêm sỏi ra làm giảm tình trạng tắc nghẽn thì lâm sàng nó cải thiện rất là tốt. Cái trình quan trọng nhất á, là trong bệnh nhân, nhưng nếu trường hợp mình thông thường thì chúng ta điều trị với cấp cho sỏi thì trước hết chúng ta cũng không cần, nếu tình trạng nhiễm trùng động mạch không quá nặng á, thì có thể làm cách trì hoãn, tức là làm trước 72 giờ khi lâm sàng bệnh nhân không điều trị, không đáp ứng với điều trị thông thường. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân viêm tụy cấp mà có bằng chứng của nhiễm trùng đường mật nặng, ống mật chủ nó giảm quá nhiều, tình trạng nhiễm trùng đường mật rõ thì chúng ta phải làm cấp cứu, nên gọi là ERCP cấp cứu trong viêm tụy cấp do sỏi. Như vậy cái tiêu chí được xem là tiêu chí quan trọng nhất mà trong chỉ định ERCP sớm ở bệnh nhân bị viêm tụy cấp do sỏi, đó là có hay không có tình trạng nhiễm trùng đường mật, em nhỉ? Em xem cái clip mới nào ạ. Để chúng ta cố gắng dùng cái ERCP và chúng ta dùng cái hệ thống lấy sỏi bằng cái đọc mía và chúng ta lôi viên sỏi ra ngoài được. Thật ra động mạch tụy cấp thì viên sỏi nó nằm ở vị trí này này, vị trí này. Chúng ta kéo viên sỏi ra ngoài thì không chỉ giải phóng cái đường mật mà cái chính á, là cái âm tụy cũng được giải phóng. Và như vậy là tình trạng viêm tụy cấp tại liền tức là rất là tốt. Trong trường hợp viêm tụy cấp mà do tăng triglyceride á, thì trước hết mẹ em cũng điều trị như là một viêm tụy cấp thể phụ này thông thường. Nhịn ăn, truyền dịch, kháng sinh khi cần thiết, giảm đau. Và nếu như không đỡ thì mẹ em có thể bổ sung thêm điều trị bằng cái hạ triglyceride máu bằng insulin. Chúng ta bắt đầu bằng 0,1 đơn vị trên kg cân nặng 1 giờ. Trong trường hợp nó nặng lắm á, thì có thể kết hợp thêm với tình trạng lọc huyết tương để làm giảm nhanh cái nồng độ triglyceride. Heparin cũng được biểu hiện trong một số nghiên cứu, cũng có thể có vai trò ở trong bằng để làm giảm triglyceride, tuy nhiên mà chưa được chính thức công nhận trong điều trị viêm tụy cấp. Và sau khi chúng ta đưa cái triglyceride mà về dưới 500 mg trên ml thì chúng ta sẽ có nguy cơ làm giảm tình trạng chứ tụy cấp. Thì chuyển qua chúng ta điều trị dự phòng bằng fibra để tránh tình trạng viêm tụy cấp tái phát do tăng triglyceride. Đa số thực tế lâm sàng ở bệnh viện thì bệnh nhân này tiến triển diễn tiến tương đối tốt, và phần lớn chỉ cần điều trị như một viêm tụy cấp thể phù này thông thường thì đáp ứng tương đối tốt rồi. Cái tỷ lệ mà bệnh em phải dùng tới cái lọc huyết tương không nhiều. Một câu hỏi đặt ra cho mẹ em y bộ sau này có thể người ta hỏi thêm, mình thể hỏi thêm là tại vì sao trong viêm tụy cấp do tăng triglyceride mà mình phải dùng tới insulin, cơ chế tác dụng của insulin trong viêm tụy cấp do tăng triglyceride nhé. Thì cái đó mẹ em y bộ mẹ em tự tìm, mẹ sẽ hỏi lại trong cái phần
mà một đi lâm Vai trò của phẫu thuật thì chủ yếu bây giờ nó thường là vấn đề cắt tuyến mật. Nếu bệnh nhân có tình trạng sỏi tuyến mật kèm theo và sỏi mật chủ thì mình nên làm ERCP để mình lấy sỏi ở mật chủ trước, sau đó mình chuyển qua thầy cô bên ngoài và họ làm cắt tuyến mật để tránh tình trạng viêm tuyến cấp tái phát. Trong một số trường hợp bệnh nhân có tình trạng nang dạ tùy hoặc tùy tùy lớn mà có tình trạng có triệu chứng thì chúng ta có thể can thiệp. Thì trong trường hợp đó thì can thiệp chủ yếu bây giờ xu hướng chúng là can thiệp tối thiểu, và một trong những biện pháp rất quan trọng hiện tại là người ta có thể làm dẫn nếu về sự hướng dẫn của siêu âm nội soi. Còn vai trò can thiệp ngoại khoa trong nang dạ tùy và kể cả trong hoại tử tùy bây giờ rất hạn chế. Chứ có thể nói là vai trò của phẫu thuật chủ yếu là trong để chúng ta cắt tùy mật để mình dự phòng viêm tùy cấp tái phát. Trong trường hợp viêm tùy cấp nặng thì chúng ta điều trị thế nào? Trong trường hợp nào thì chúng ta đưa bệnh nhân đến bệnh nhân mình xếp cái phong độ viêm tụy cấp nặng theo phong độ Atlanta, tức là có tình trạng suy tạng, suy hấp, suy thận thì mình mới đưa bệnh nhân vào môi trường hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân nên được theo dõi điều trị tại cái môi trường ICU và cấp cứu và sự phối hợp của nội khoa và nội soi cũng như ngoại khoa. Nguyên tắc chung điều trị có bốn cái: thứ nhất phải đảm bảo chức năng sống cho bệnh nhân, thứ hai là giảm mức độ viêm, thứ ba là ngăn ngừa về tình trạng nhiễm trùng. Điều trị thứ tư là dự phòng, phát hiện sớm và điều trị các biến chứng. Chúng ta chuyển bệnh nhân vào ICU, bôi dịch, bôi phủ dịch và điều trị thật tích cực như hồi nãy. Ưu tiên dùng đi cái đặc tạc, đặt lên trong tầm trung tâm để theo dõi lực truyền, tránh tình trạng bệnh nhân bị phù vỡ cấp trong một số cơ địa, bệnh nhân bị suy tim hay bệnh nhân người lớn tuổi. Sử dụng kháng sinh thật sớm và phối hợp trong những trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng rõ. Và đặc trưng của hoại tử tụy là một tình trạng hoại tử phospholipid, cho nên những kháng sinh mà thấm tốt trong môi trường phospholipid ấy, thì nó có tác dụng tốt trong cơ thể này. Và một trong những ứng cử viên tốt nhất trong nhóm này đó là cái nhóm carbapenem, imipenem nhé. Kháng sinh khác thì có thể có metronidazole hoặc là levofloxacin, nhưng mà kháng sinh được ưu tiên một trong việc cấp hoại tử là imipenem. Và bộ ba kháng sinh sử dụng trong viêm tụy cấp thể nặng đó là imipenem, metro và levo. Nếu bệnh nhân có biến chứng nha, về thận thì chúng ta có thể chạy thận nhân tạo làm màng bụng và thông khí cơ học hỗ trợ trong trường hợp bệnh nhân bị ARDS siêu hấp. Như vậy tóm lại á, có một cái luận chính y bổng căn nhẹ cho thầy. Thứ nhất, nguyên tụy cấp là bệnh lý nặng và thường gặp nhất trong bệnh lý về tiêu hóa, tương đối thường gặp. Tỷ lệ tử vong chúng cho đến giờ trong trường hợp nặng khoảng cỡ 10 đến 15%. Hai nguyên nhân thường gặp nhất vẫn là tình trạng xoại mật và rượu, xoại mật và sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán nặng, đặc biệt là CT scan, nên giúp chẩn đoán tương đối dễ dàng hơn. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì mấy em nhớ ba tiêu chuẩn chẩn đoán Atlanta, bệnh nhân có 2/3 tiêu chuẩn lâm sàng ở đau vùng cấp, amila hoặc là lipa tăng gấp 3 lần bình thường và tổn thương trên chẩn đoán nặng siêu âm CT scan hoặc MRI. Đánh giá mức độ nặng thì y bộ chỉ cần nhớ hai nhóm chính cho thầy: nhóm chẩn đoán phân loại của Bishop và phân loại của Baltazar. Điều trị trong điều trị tiền nhiệt là bù dịch tích cực là rất quan trọng, trong đó cái ưu tiên một và Ritzinger đặc tạc. Kháng sinh thì không làm dùng trong những trường hợp thể phụ này thông thường do rượu. Tuy nhiên, nếu trong phương dùng kháng sinh thì ưu tiên sử dụng những kháng sinh thấm tốt vào trong mô tụy, mô hoại tử, đặc biệt là nhóm các ba penem, imipenem, và chú ý tình trạng nuôi dưỡng sớm bằng đường miệng và sông. ERCP có vai trò rất quan trọng trong điều trị nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân do sỏi, và yếu tố quan trọng nhất cân nhắc cái việc chỉ định ERCP cấp cứu đó là có tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng kèm theo. Và vai trò của phẫu thuật càng ngày càng tương đối càng ít chỉ định, chủ yếu là các tuyến mật con nội soi, còn các phẫu thuật ít xâm nhập khác như dẫn lưu dưới sự hướng dẫn của siêu âm nội soi thì càng ngày càng thay thế cho cái vai trò của phẫu thuật. Đó là tất cả năm cái luận em cần lưu ý. Thì cơ sở đó, bây giờ em quay lại một số cái câu hỏi hồi nãy thông thường.
Như vậy có một dễ rồi phải không? Như vậy là hai nguyên nhân thường gặp nhất ở bên tư cấp ở nước ta thì hồi nãy em trả lời đúng rồi, đó là soạn mật và gì? R. À, câu thứ hai. Trong bên tư cấp amela có thể tăng hay không? Không tăng khi nào? Thì câu đáp án hôm nay mà em trả lời đúng đó là câu E, A, B và D. Bệnh nhân đến quá sớm, bệnh nhân đến quá trễ hay là viêm tụy cấp do tăng triglyceride. A, B và D đúng. Câu thứ ba, một trong các yếu tố sau ít có giá trị trong tiên lượng viêm tụy cấp A, B, C và D. Thì trong bài giảng thì nó rất là rõ rồi. Câu nào mấy em nhỉ? À, lập trường của y bổn A. Theo ạ, câu nào? Hay là đấy ạ. Câu D nhé, Amela. Chữ P trong thang điểm Bishop là chữ chỉ lập trường y bổn B. Chữ P trong thang điểm Bishop là chữ nào? A, À, B, C. Câu C rất là tốt, rất giỏi. Dịch chuyển ưu tiên một trong việc cấp hôm nay thầy nhận mạnh kỹ rồi, đó là Rin tác câu D nha. Kháng sinh ưu tiên chọn trong việc cấp hóa tử, một kháng sinh thấm tốt trong môi trường phospholipid, đó là câu imipenem nhé, nhớ nhớ cái câu C nhé. Ngoài ra hai kháng sinh khác cũng có thể dùng đó là metro và một loại dạng succinylcholine tức là levofloxacin, nhưng mà ưu tiên một vẫn là gì? Imipenem, chứ nó bị dùng. Và phần đó này hôm nay chúng ta có kết hợp với hai cái, như vậy vừa đánh giá cái tình trạng ổ động dịch và vừa đánh giá gián tiếp có hay không có tình trạng hoại tử, thì cái phân đồ Bantaza được dùng bây giờ đó là phân đồ kết hợp giữa Bantaza B và cái CTSI C. Đúng là câu hỏi ở đây là thật ra mình là câu trong cái B và C là câu hỏi C cũng đúng rồi, như vậy là câu đáp án ở đây là CTSI nhé, vừa có Bantaza vừa có tình trạng cái hoại tử. Được rồi. Mẹ em có hỏi gì không? Mẹ bạn đi từ cấp. Mày có trắc nghiệm vừa rồi, mày có trắc nghiệm thầy lấy trong cái phần thi của Y6 vừa rồi đó, không cho nên sang lên Y6 thì việc cấp vẫn là một trong cái bài rất quan trọng. Y4 nằm cơ bản về mặt chẩn đoán phân biệt ở tiên lượng. Và lên Y6 sẽ quay lại phần điều trị cho mẹ em kỹ hơn trong phần lâm sàng. Mẹ em Y4 AB, mẹ em có hỏi gì về bên tụy cấp hay không? Một bạn hỏi là vì sao nôn trong việc cấp thường không giảm đau, câu hỏi rất là tốt. Thông thường những bệnh nhân như là viêm dạ dày cấp á, thì tình trạng nôn ra bệnh nhân giảm đau rất là rõ nhé. Ở đây tình trạng một trong những cơ chế quan trọng nhất của tình trạng nôn ở trong việc cấp là do vai trò của trào ngược rất là rõ, đặc biệt là trào ngược dịch mật ở giữa dịch mật lên đến dạ dày, nhớ là chính cái tình trạng đó nó gây ra tình trạng nôn. Sau khi mình nôn xong thì bệnh nhân nó vẫn trào ngược lên cái dạ dày, chứ không phải là bệnh nhân do tình trạng là ứ trệ dịch thông tụy tại dạ dày trong viêm tụy cấp ở trong viêm dạ dày cấp, nên tình trạng bệnh nhân hầu như nôn ra thì nó trào dịch lại hoàn toàn không giảm đau rất là rõ. Trên lâm sàng có số bệnh nhân họ vô viện á, không phải là vì tình trạng đau rõ chỉ gọi tình trạng trào ngược, nhưng khi mình đặt ống nội soi vào trong dạ dày mà thấy có tình trạng trào ngược dịch mật nhiều thì cũng cần cân nhắc về vai trò của chiến và viêm tụy cấp. Mình vì chính vì vậy cho nên mình phải đặt cái sâm dạ dày mình đệm hút ngắt quãng, tất cả dịch nó trào ngược ra, mình đặt xong mình dài mình hút, mình làm giảm áp lực trong dạ dày thì bệnh nhân có thể tình trạng giảm đau nhé. Đó lý giải vì sao bệnh nhân bị thứ cấp mà nôn không giảm đau, là vì cơ chế quan trọng nhất của nôn trong trường hợp này là vai trò của tình trạng trào ngược dịch mật từ tá tràng lên. Câu hỏi của hai mẹ em nói vì sao dùng kháng sinh mạnh thì không đúng. Nếu mà thứ nhất là trong trường hợp bị thứ cấp mà thể phụ này không có bằng chứng nghiệm trong thì cố gắng không làm dùng kháng sinh, một trong những cái phản xạ rất hay gặp ở các bệnh viện ở Việt Nam, đặc biệt là miền Trung mình, là cứ viêm tụy cấp vào viện là cứ khi nào cho kháng sinh cephalosporin cho metronidazole liền, đó đều hoàn toàn hơi lạm dụng.
Tuy nhiên còn có thể hiểu về đa số bên đây là nguyên nhân từ đường mật, đúng không ạ? Đường mật và mẹ có thể cho, nhưng mà hai cái khác nhau, không phải là mình gọi là làm dùng kháng sinh hoặc mình dùng kháng sinh mạnh, nhưng mà kháng sinh mà dùng trong viêm tụy cấp hoại tử là phải là một kháng sinh mà nó thấm tốt vào trong môi trường hoại tử, môi trường lipid, phospholipid. Và cái kháng sinh mà nó đáp ứng tiêu chuẩn tốt nhất, tức là hấp thụ tốt vào trong cái môi trường phospholipid đó, đó là kháng sinh có nhóm gì, imipenem, gabapentin, chứ không phải là mình nói dùng kháng sinh mạnh, hoàn toàn là không phải nhé. À, để xem là mẹ em có câu hỏi nào chăng. Nguyên nhân mà viêm tụy cấp từ ống mật chủ thì em đã hiểu, còn nguyên nhân do sỏi tụy mật thì có chế thế nào? Sỏi tụy mật bản thân thường tụy này vẫn sỏi nó nằm ở trên tụy mật thì nó không gây viêm tụy cấp, nó chắc chắn. Nhưng mà chắc những viên sỏi nhỏ ở trong tuyến mật thì nó sẽ rớt xuống ống mật chủ, gây ra cái tắc nghẽn ở cơ bản ổn đi. Và khi gây tắc nghẽn cơ bản ổn đi thì có hai hiện tượng như hồi nãy thầy nói rồi, nó gây ra tắc nghẽn dịch mật kèm theo, hoặc là nó làm cho một số dịch mật nó sẽ đi ngược vào trong cái ống tụy gây ra viêm tụy cấp nhé. Không, ý thầy nói là gì, là trong một số trường hợp sỏi nhỏ ở trên tuyến mật khi nó rớt xuống ống chủ nó tắc nghẽn cơ đi thì mình có thể mình không thấy rõ ở trên siêu âm, thậm chí trên CT scan mình cũng không thấy, bởi vì sỏi nó nhỏ, và đặc biệt trong tình trạng bệnh nhân đang còn chướng bụng. Như vậy trong bệnh nhân mà có tình trạng đau bụng cấp có đủ 8 chứng em mình chẩn đoán là viêm tụy cấp, và nếu như siêu âm thì mình thấy rõ sỏi ở trong tuyến mật thì mình vẫn có thể nghĩ tới rằng nguyên nhân trong trường hợp này là viêm tụy cấp do sỏi. Có thể có một viên sỏi nhỏ từ tuyến mật nó đã rớt xuống nhưng mình không thấy rõ ở trên chi, ở trên siêu âm hoặc thậm chí trên CT scan rất là rõ nhé. Ở trong trường hợp này một xét nghiệm rất là tốt về mặt kinh điển, rất là tốt mà xin là kinh điển, nhưng mà xét nghiệm mới á, mà bệnh viện trường mình hay làm. Tuy nhiên thầy cũng nói kỹ trong cái phần này, bởi vì nó tương đối chưa phổ phong ở miền Trung, đó là vai trò của siêu âm nội soi. Trong những trường hợp mà bệnh nhân bị viêm tụy cấp mà không rõ nguyên nhân thì vai trò của siêu âm nội soi rất quan trọng. Và một trong những nguyên nhân mà mình sẽ thấy được khi mình dùng siêu âm nội soi á, đó là sỏi nhỏ của ống mật chủ nhé chứ. Trên sau này tôi nhắc lại, còn bệnh nhân, nếu bệnh nhân vô viện trong bối cảnh viêm tụy cấp không có tiền sử do rượu, không có tình trạng tăng triglyceride tái phát nhiều lần, tôi nhắc lại không do rượu là một, không có tình trạng tăng triglyceride thì nguyên nhân thường gặp nhất phải nghĩ tới ở Việt Nam mình, đó là do sỏi. Như vậy ngay cả khi siêu âm mình làm hai ba lần họ trả lời là không có sỏi ống mật chủ, thì mẹ cũng có chừng nguyên nhân do sỏi. Dấu hiệu gián tiếp có hai cái rất quan trọng, một là mình thấy có sỏi nhỏ ở trong tuyến mật, và dấu hiệu gián tiếp thứ hai đó là mình thấy ống mật chủ nó giãn trên siêu âm kể cả khi mình không thấy sỏi. Mà nếu mẹ em làm thêm xét nghiệm cái bilirubin trong máu á, mà nó tăng thêm khoảng cỡ hai ba lần thì cũng rất gợi ý đó là chi, nguyên nhân do sỏi nhé chứ. Cho mình có thể ghi rõ là nếu bệnh nhân không có uống rượu, không có tăng triglyceride, bệnh nhân bị viêm tụy cấp tái phát thì mình ghi rõ là viêm tụy cấp tái phát chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà nghĩ nhiều tới sỏi nhỏ của ống mật gì, ống mật chủ như vậy. À, câu hỏi rất là hay nữa là vai trò dự phòng của ERCP. Câu hỏi này tương đối giỏi đấy, là câu hỏi của E6 á, tức là vì sao mình làm ERCP thì mình có thể dự phòng cái viêm tụy cấp bằng cái thuốc kháng viêm không steroid. Thì trong khuyến cáo gần đây nhất của các hiệp hội nội soi thế giới châu Âu, người ta cũng khuyến cáo như vậy, tức là mình có thể dùng cái gọi là kháng viêm không steroid đơn giản nhất là endomethacin. Tuy nhiên cái này mang chất lý thuyết và thực tế thì chưa có nhiều kinh nghiệm, là các nhà nội soi kinh điển á, thì cũng không cần thiết. Nếu như chúng ta làm cẩn thận khi chúng ta bơm cái thuốc cản quang vào trong để chụp cái mật tụy ngược dòng á, thì mẹ em nên, thứ nhất là mình đừng có làm dùng bơm quá nhiều vào trong tụy mật, vào trong cái ống tụy mà mình bơm vào trong mật chủ á, thì nó sẽ làm giảm bớt cái nguyên nhân này. Thực tế ở bệnh viện Trường Minh trong khoảng 5 7 năm gần đây á, thì chưa có trường hợp nào bệnh nhân bị cái viêm tụy cấp sau ERCP cả nhé. Cho nên cái vấn đề gọi là dự phòng bằng các thuốc kháng viêm nó mang chất lý thuyết, tuy nhiên mà kinh điển thì nó không.
À, câu hỏi của mẹ em đó là chị về vai trò của trận dịch màng phổi trái. Câu hỏi rất là tốt, đây có hai ba câu hỏi. Cái này bạn mình liệt ra cái vị trí thương thương tổn ở đuôi tủy nó nằm tương đối gần cái vùng trí vùng hỗ trợ bên trái và kể cả vùng màng phổi bên bên trái kích thích. Cho nên cái phản ứng tủy không chỉ viêm tủy đâu mà tình trạng viêm quanh tủy nó rất là rõ. Vấn đề rất là rõ. Trong trường hợp viêm quanh tủy thì nó có trạng tình trạng xúc tiến dịch rất là dữ. Nó chạy xuống rãnh mạch treo ở đại tràng bên trái gây ra tràng bệnh nhân đau xuống chỉ xuống dưới hỗ trợ bên trái. Một bệnh nhân vào viện ở tình trạng đau ở vùng hỗ trợ bên trái cũng phải nghĩ tới tình trạng viêm tụy cấp và lên trên nữa thì đó là vùng tràng dịch màng phổi bên trái mà do tình trạng phản ứng viêm lan tỏa từ vùng đuôi tủy ra. Đây là một triệu chứng rất hay gặp trên trường một bệnh nhân ở tình trạng đau bụng mà có tràng dịch màng phổi bên trái phải nghĩ tới viêm tụy cấp. Và nó không chỉ giúp mình chẩn đoán mà còn có giá trị gì theo dõi về mặt tiên lượng trong cái tiên lượng bị sạp nên chú ý như vậy. Chức năng nội tiết thì hầu như không ảnh hưởng nhiều nên là một trong những cái xét nghiệm được coi như là có thể có tình trạng tăng đường máu thoáng qua nên tăng ly có máu trong viêm tụy cấp được xem là một yếu tố tiên lượng chứng tỏ có tình trạng là nó là cái tình trạng là hoại tử cái tế bào beta tùy thoáng qua nhưng sau đó nó phục hồi sớm. Nên tình trạng tăng đường máu chỉ xuất hiện thoáng qua trong viêm tụy cấp và hoàn toàn không có tình trạng bị loại chức năng tụy ngoại tiết nội tiết kéo dài. Tuy nhiên sau này khi mà em chuyển qua cái bài viêm tụy màng thì có một trong cái tám chứng của viêm tụy màng đó là tình trạng rối loạn chức năng nội tiết của tụy và tình trạng đái tháo đường do viêm tụy màng. Câu hỏi nào nữa không? Một câu hỏi của em Thùy hả? Một câu hỏi rất là hay đã Trí cái viêm tụy cấp theo cơ chế nào? Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này là cách đây khoảng cỡ mới 2 tháng á, khi mà đi hỏi thì gặp anh chị lập chuyên khoa 2. Thầy cũng có hỏi và cũng rất nhiều người không biết. Cho đến nay cơ chế chính thức vì sao bệnh nhân bị tăng triglyceride máu mà gây ra viêm tụy cấp thì người ta còn chưa rõ. Có thể qua cơ chế về vai trò oxy hóa, có thể qua cơ chế về vai trò của cái tụy máu. Nhưng mà cái cơ chế cơ học rất đơn giản mà mọi người nghĩ tới mà nó thể thích cơ chế vì sao mà khi mình làm giảm triglyceride á, thì bệnh nhân nó giảm rất là nhanh. Đó là khi mình tăng triglyceride á, tức là tăng kèm theo tăng tình trạng kilomicron thì nó làm cho cái máu nó rất là quặn. Cái máu nó rất là quặn cho nên nó sẽ chạy rất là chậm lại và tình trạng chảy máu nó chậm lại, dòng máu nó chạy chậm lại nó gây ra một hiện tượng là thiếu máu cục bộ thoáng qua ở tủy và từ đó gây ra tình trạng hoại tử và viêm ở tủy nhé. Thế nhắc lại như vậy là cơ chế của viêm tụy cấp chính thức do tăng triglyceride máu là chưa rõ, chưa chính thức. Nhưng mà một cơ chế mà được mọi người cảm giác nó tương đối công nhận đó là tình trạng nó tăng triglyceride nó kèm theo tình trạng nó tăng độ quặn của máu làm cho cái dòng máu á, nó chạy chậm lại và khi nhưng mà nó chạy quá chậm lại thì một số trường hợp nó gây trạng thiếu máu cục bộ tức ischemia thoáng qua ở tủy. Và điều đó nó lý giải vì sao mà khi mình điều trị mình cho insulin vô hoặc mình lọc máu á, mà mình làm giảm cái triglyceride máu thì ngay lập tức 24 giờ sau bệnh nhân cải thiện rất là rõ, bệnh nhân cải thiện rất là rõ, bệnh nhân có thể ra khỏi môi trường cấp cứu và tình trạng lâm sàng đáp ứng rất là nhanh nhé. Các câu hỏi rất là tốt. Em còn câu hỏi như vậy rất là hay đó, còn câu hỏi nào nữa không? Chạy bằng comment như tại trận dịch rồi tuy sẽ cơ chế nào rồi trận dịch mang phổi trái. À câu hỏi hỗ trợ cơ chế xuất hiện của cái dấu colon tích nơi chủ yếu do tình trạng hoại tử ở mô dưới da hoại tử dưới da bầm màu á cái phản sang cái cơ chế quan trọng nhất là do tình trạng đáp ứng viêm nó gây tình trạng giãn mạch dữ dội cái thoát mạch rất là rõ nhé. Cái thoát mạch ở hai vị trí tương đối gần người nhạy cảm hai vùng tương đối nhạy cảm tình trạng thoát mạch cái tình trạng của cái khối máu tụ tức là hematom ở dưới da là vùng quanh rốn
và vùng hội chậu và vùng màng mỡ. Tại sao bị tụt cấp gây liệt ruột? Thì tất cả mọi bệnh lý ở trong cơ ống tiêu hóa mình nói chung khi có tình trạng viêm thì có cái phản xạ phức mạc được có thể gây liệt ruột cả. Và đặc trưng của tụy trong một tình trạng phản ứng viêm không chỉ riêng tại tụy mà tại cả tình trạng xung quanh tụy nữa. Cho nên rất là rõ trong tình trạng viêm tụy cấp tại tụy và quanh tụy thì gây tình trạng liệt ruột rất là rõ. Nghe không? Nên lưu ý là mẹ em để ý là chúng ta một là cố gắng trong trường hợp cần thiết thì mình đặt xong ở dây nó không chỉ giảm bớt trào ngược mà còn làm vào tình trạng chuyển hơi và trong một số trường hợp nặng thậm chí mình có thể đặt xong hormone. Và nhớ là tình trạng liệt ruột nặng nó có hai cái hậu quả viêm nó lâm sàng. Thứ nhất là cái vai trò của chị siêu âm hạn chế bởi vì nó liệt ruột quá nhiều, hơi quá nhiều. Và thứ hai là trên lâm sàng cố gắng tránh một sai sót các anh chị nội trú các bác sĩ hay điều trị đó là cho giảm đau bằng các thuốc chống co thắt. Tình trạng này nó chỉ làm giảm đau thoáng qua nhưng mà cái dở nó sẽ làm tăng tình trạng liệt liệt ruột nhé. Cho nên em liệt ruột là một triệu chứng thường gặp và lưu ý cái vai trò liệt ruột trong vấn đề theo dõi và điều trị, không làm dùng viêm tụy cấp. Giảm việc insulin không thì câu này liên quan câu này hồi nãy nó thầy nói là trong một số trường hợp á, thì mình thấy rằng có thể có tình trạng á, là nó làm hoại tử thoáng qua các tế bào beta, nó làm giảm tiết thoáng qua thôi cho nên đường máu nó có thể làm tăng thoáng qua nhưng sau đó nó sẽ tự phục hồi nhé. Cho nên tình trạng mà giảm việc insulin nghĩa là chỉ thoáng qua trong viêm tụy cấp chứ không có cái hậu quả về lâu dài. Tuy nhiên thật sự thì tình trạng tăng đường máu trong viêm tụy cấp và một dấu chứng có thể giúp mình tiên lượng gián tiếp là có thể bệnh nhân có tình trạng hoại tử tụy. Chức năng nội tiết thì cũng có hỏi thầy đã trả lời là rồi, tức là hoàn toàn là cái chức năng nội tiết không có rối loạn chi về mặt lâu dài cả nhé không? Chỉ có khi nào mà trong viêm tụy màng á, mình có tình trạng rối loạn chức năng nội tiết và lâu dài. Câu hỏi này trùng với câu hỏi của mấy bạn rồi. Ở được rồi, nếu em có câu hỏi nào thêm thì em nghỉ khoảng 10 phút nhé, khoảng 8 giờ 15 quay lại một tí về cái bài viêm tụy màng thì nó chưa bắt buộc tối đa kinh điển với Y4 nhưng mà em còn cần nắm một số điểm cơ bản trong gần để cho nó phân biệt. Thì em nghỉ khoảng 10 phút nhé.